tới chúng ta sẽ có sự kiện ngày mùng 3 tháng 9 lễ chiến liên quân quân ngay quả độc, trang phục miễn phí toàn server và tặng 3 iPhone X phiên bản đặc biệt Amelie. Lại tặng quà. What? Cái thái độ của cậu như vậy là làm sao? Đây là tài sản của công ty, các cô cậu có trách nhiệm phải nghĩ ra cái phương pháp quảng cáo cho sự kiện này. Nghĩ đi. Nhưng mà một tháng có tận 3-4 cái sự kiện, bọn em hết ý tưởng rồi sếp ạ. Đã thế, lần nào tăng ca cũng bị bắt ở lại đến khuya. Mà lại không trả lương ngoài giờ, ngày nào em cũng về khuya. Vợ em nó cứ càng nhá càng nhằn, nó còn tưởng em ngoại tình. Mới đêm hôm qua xong, nó mới đuổi em về nhà mẹ chồng. Sao có biết không? Các cô các cậu luyên thuyên ít thôi nhá. Tôi không quan tâm, tôi không cần biết các cô các cậu áp lực như thế nào nhá. Miễn sao các cô các cậu phải mời được càng đông người càng tốt. Nếu không nhá, tôi cắt, cắt hết. Cắt lương, cắt thưởng, cắt. Sếp cứ từ từ rồi em nghĩ. Đúng rồi, muốn sự kiện có nhiều người tham gia thì quảng cáo của chúng ta phải thật sôi động. Và một ngày không trăng không sao, trong một quán trà sữa, một đôi tình nhân đang chuẩn bị mây mưa. Chú ý người xem em ơi, phải nhắm vào cái đối tượng xem là ai là ai. Tôi thì vào ngày không trăng không sao, có một đôi tình nhân dắt tay nhau đi bộ trong một con phố. Ôi dồi ôi, cái anh này làm gì mà cứ sợ sờ lên thế. Nhanh lên, không mất phần cả đấy. Mất gì? Quà miễn phí, nhanh lên. Người đã thấy sôi động chưa? Đúng lắm. Cũng tàm tạm. Nhưng cậu cho tôi hỏi, thế cái sự kiện quảng cáo ở chỗ nào? Thì sếp phải từ từ, em đã kể hết câu chuyện đâu. Ngày mùng 3 tháng 9, lễ chiến liên quân, quân ngay quả độc, trang phục miễn phí tòa server và 3 điện thoại iPhone X phiên bản đặc biệt. Amelie! Trang phục miễn phí toàn server và 3 iPhone X phiên bản đặc biệt. Amelie! Cũng hoành tráng, nhưng tôi chưa hài lòng. Bây giờ có cái ý tưởng nào đầy xúc cảm hơn không? Trình bày. Đâu? Đúng là tôi đến là đau đầu với cái game từ thiện này rồi đấy. Dạo ôi, giờ có trao quà thật. Game thủ bây giờ chúng nó cũng có tin đâu. Xếp lên trên mạng mà xem, chúng nó đang đồn âm lên nhà mình tự trao quà cho nhân viên Garena đấy. Đấy thế sai không? Mang tiếng mà méo có miếng sếp ơi. Vừa rồi bên nhà em mới có con em của bà chị họ của bà dì, của bà nội, bên dòng họ ngoại của em mới trúng xong. Sếp quay vào dạng gia đình của nhân viên. Rồi sao, có con bọn em đâu có nhận được quà đâu. Trời ơi, sao bà có chuyện tào lao video sếp ơi. Đã đến lúc anh em mình phải rửa nỗi oan này. Rửa gì? Mang tiếng mà không được miếng đây. Theo em ý, phải làm như thế này này. Gì? Đi làm về có mệt không? Ơi, làm ở Galena có nhiều việc làm không? Hả?
em hát hay lắm. Anh làm ở Liên Quân có mệt lắm không? Anh ơi, điện thoại vỡ màn hình hết cả rồi. Mấy bộ trang phục, có mấy cái bộ mặc định, suốt ngày mặc đi mặc lại. Chồng nhà người ta thấy game ra trang phục mới thì mua cho vợ, đằng này chẳng bao giờ được mặc đồ mới cả. Rõ ràng là anh làm ở Garena, thế mà một bộ trang phục hay là cái gift code cũng chẳng bao giờ tặng cho em. Em à, anh chỉ là nhân viên thôi, lấy đâu ra cái quyền thích cho ai gift code thì cho. Bị đuổi việc như chơi đấy. Em không cần biết đâu, anh phải nghĩ cách đi. Chứ em chán mấy bộ trang phục mặc định lên lắm rồi. Bạn bè toàn chế nick cùi, có cho em chơi chung bao giờ đâu. Nghĩ cách đi. Rồi sao nữa? Giới thiệu sự kiện luôn. Hả? À. Anh nhớ ra rồi. Ngày mùng 3 tháng 9 tới có sự kiện lễ chiến liên quân, quân ngay quả độc. Trang phục miễn phí toàn server, hơn nữa còn được tặng 3 iPhone X phiên bản đặc biệt Amelie nữa. Không, quảng cáo gì mà lộ liễu thế hả? Đây, như thế này này. Bạn bè toàn chế nick cùi, có cho em chơi chung bao giờ đâu. Nghĩ cách đi. Và sau đây là tin tức mới nhất được cập nhật từ Hội đồng Liên Quân. Vào ngày 3 tháng 9 tới, Hội đồng Liên Quân sẽ tổ chức một lễ hội đặc biệt, lễ chiến Liên Quân. À, anh nhớ ra rồi. Ngày 3 tháng 9 tới có sự kiện lễ chiến Liên Quân, quân ngay quả độc. Trang phục miễn phí toàn server, hơn nữa còn được tặng 3 iPhone X phiên bản đặc biệt Amelie. Thật á, nhớ đăng ký ngay nha. Được, được. Nhưng mà anh muốn What? Câu chuyện lần này không những chỉ cảm xúc thì còn phải kịch tính nữa. Thông điệp thì phải rõ ràng, còn diễn xuất thì phải sâu deep. Với cả anh nghĩ rằng chúng ta nên bỏ cái quan hệ vợ chồng đi, nó rất là cũ rồi, không còn thu hút được khán giả nữa. Nên là mình phải tìm một cái khác mà có thể lấy được nước mắt của khán giả. Hiểu chưa? Tại sao mặt đứa nào cũng như cất ngâm thế hả? Không ai trả lời à? Các cô các cậu chọn sự im lặng để vả vào mặt tôi như thế này à? Tôi bực mình rồi nhá, tôi thực sự bực mình với các cô các cậu rồi. Tôi giúp đỡ các cô các cậu, cho các cô các cậu công ăn việc làm, cho nhà cao cửa rộng. Thế mà bây giờ các cô các cậu đáp lại tôi bằng cái sự im lặng như thế này, các cô các cậu vừa lòng chưa? Bực mình quá rồi. Thôi sẽ đừng nói nữa. Nói chung là mọi việc chúng ta sẽ làm như thế này này. Sếp, đứng dậy. Hả? Mặc vào. Là như thế nào chả hiểu. Sếp không bao giờ hiểu được ý em rồi. Đó là như thế này này. Anh ơi.
mùng 3 tháng 9 này, Liên Quân Mobile miễn phí trang phục toàn server. Cần gì phải mua? Đúng rồi, cần gì phải mua? Cái gì miễn phí cơ? Cái gì miễn phí? Lễ chiến Liên Quân, quân ngay quà đâu? Trang phục miễn phí toàn server và 3 iPhone X phiên bản đặc biệt Amelie. Giờ thì anh sẽ không chết được đâu, anh sẽ ở đây và bạn ấy lấy được trang phục của mình cùng nhau chơi game nha anh nhé. Cấn cái vũ về chỗ, chưa xong đã vui vội sớm. Hiện tại thì kinh phí của công ty có hạn, những cái việc quảng cáo như thế này các cô các cậu tự xoay sở giúp tôi nhá. Dạ bọn em sẽ cố, nhưng mà hạn chót là bao giờ phải nộp ạ? Cái công việc này thì cứ thư thái mà làm nhá, để cho chu đáo mọi việc, hiểu không? Mai nộp, mai nộp, mai nộp. Giết người à? Đi mà làm. Ok, có lệnh bố. Ok, tiền ít mà đòi hít thơm. Em nghỉ việc. Các cậu, ê các cô cậu. Này các em, có nghỉ việc thì cũng nhớ là có một cái sự kiện là ngày mùng 3 tháng 9, lễ chiến Liên Quân quân ngay quả độc. Trang phục miễn phí toàn server và tặng 3 iPhone X phiên bản đặc biệt Amelie nhá. Nếu không có ý tưởng gì lấy ngay cái clip này tung lên mạng cho tôi. Mệt lắm rồi, khuya rồi. Subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.